Thưa quý vị và các bạn, theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh, ngày mùng 3 Tết Nguyên đán Nhâm Dần, tỉnh Hưng Yên ghi nhận thêm 184 ca dương tính với SARS-CoV-2, tăng nhẹ so với ngày trước. Trong đó, có 12 ca phát hiện bằng phương pháp PCR và 172 ca phát hiện bằng phương pháp test nhanh kháng nguyên, truy vết được 712 F1, 20 F2. Huyện Văn Lâm ghi nhận 38 ca, thị xã Mỹ Hào và huyện Văn Giang cùng ghi nhận 34 ca. Riêng huyện Quái Châu trong ngày không ghi nhận thêm ca mắc mới, có 4 ca ghi nhận tại Bệnh viện Đa Khoa Phú Nối. Toàn tỉnh hiện đang quản lý điều trị trên 7.800 ca bệnh F0, trong đó trên 3.500 ca điều trị tập trung và gần 4.300 ca điều trị tại nhà. Tiếp tục có 225 ca được ra viện, 3 ca phải chuyển viện. Những ngày Tết Nguyên đán Nhâm Dần, người dân cần thực hiện nghiêm chỉ đạo của tỉnh về việc không tổ chức liên hoan chúc Tết ngoài phạm vi gia đình.